Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mobile City. Và ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ nói sơ qua một chút về cái việc root máy này, làm thế nào để root một chiếc máy điện thoại Android và ưu nhược điểm của việc root máy điện thoại Android là gì nhé. Bắt đầu video thôi. Nói qua một chút về cái việc root máy cho những bạn nào mà là newbie này hoặc là chưa bao giờ root máy ấy, thì việc root máy là chúng ta can thiệp và truy cập sâu vào bên trong hệ điều hành của Android. Ví dụ như việc ấy là thay đổi số hiệu bản tạo này, thay đổi thông số trong hệ điều hành Android và thay đổi một số những cái tính năng có sẵn trong máy. Root máy có rất nhiều ưu điểm nhưng mà cũng có rất nhiều nhược điểm các bạn nhé. Sau khi root máy xong ấy, thì hầu như tất cả những cái sự can thiệp từ bên ngoài vào thì bạn đều có thể làm được. Ví dụ biến một chiếc điện thoại chạy HyperOS chuyển sang một cái giao diện của Google và thuần tính năng Google, hoặc là cài thêm những cái biểu tượng vân tay, thay đổi cái control center, hoặc là bất kỳ một cái sự can thiệp nào vào chiếc máy của các bạn nhé. Ví dụ đây, mình đã có root chiếc Realme GT Neo 5 SE của mình, và sau khi root xong ấy thì mình cài được một số những cái thứ như kiểu là ví dụ như cái control center của OnePlus này, hoặc là một cái bản theme can thiệp sâu vào hệ điều hành Android. Và ngoài ra này, những bạn nào mà chơi game ấy rất thích root máy luôn. Bởi vì sao? Root máy xong chúng ta có thể ép xung để mà đẩy cái CPU của bạn lên mức tối đa, khiến cho cái việc chơi game hoặc là chơi các tác vụ bình thường cơ bản ấy nó thực sự là mượt mẹ hơn đáng kể. Mình nghĩ rằng phải mượt hơn 50% so với khi các bạn chưa root đâu. Rồi, về phần nhược điểm ấy, các bạn cũng đủ biết rồi đúng không nào? Root máy là can thiệp sâu vào trong hệ điều hành, cho nên ấy, nó để lại rất nhiều hậu quả nhá. Ví dụ như bỗng chốc một ngày nào đó ví tiền của các bạn mất tầm khoảng 500, 1 triệu gì đó, thì đấy là do các bạn cài những cái module mà không chính thức, cài những cái module mà kiểu nó có dính virus ấy. Thì khi mà cài vào chiếc máy của bạn, nó sẽ lấy cắp được những cái thông tin dữ liệu mà lấy một cách cực kỳ dễ dàng. Cái hàng rào bảo vệ Android đã bị phá rồi. Và sau khi mà các bạn root máy xong ấy, thì các bạn sẽ không thể nào sử dụng được cái ứng dụng ngân hàng hoặc là VNEID. Nhưng mà vẫn có cách giải quyết nha, là các bạn cài thêm một cái module ẩn root nữa. Còn về chi tiết là các module sẽ sử dụng như thế nào ấy, thì có một video sau mình sẽ sử dụng cho các bạn nhé. Việc root máy có dễ không? Hiện tại ấy, có rất nhiều những phần mềm để các bạn có thể root máy. Ví dụ như Kernel SU này, hoặc là Magic này, hoặc là Kitsune này. Nói chung ấy, đều là những cái phiên bản viết đi viết lại của cùng một app mã nguồn mở thôi. Và để mà root máy ấy, thì các bạn phải có một cái file tên là file boot.img nhé. Cái file này là một cái file nạp kernel cho điện thoại. Về cụ thể chi tiết thế nào ấy thì mình sẽ không nói cho các bạn đâu, bởi vì nó là một thuật ngữ chuyên sâu của ngành IT rồi. Điều quan trọng ấy là muốn root được máy thì các bạn sẽ phải sử dụng cái file boot này để ném vào Magic, và sau đó qua một vài bước xào đi nấu lại các bạn lại thì các bạn sẽ có một cái file boot mới. Các bạn nạp cái file boot mới này vào chiếc máy của các bạn ấy là coi như chiếc máy gần như là sẽ root máy thành công rồi. Bên trên là một vài kiến thức của mình nói cho các bạn về việc root máy ấy, và chi tiết cách root máy như thế nào ấy mình đã có một số những cái video mình làm rồi, các bạn có thể tham khảo nhá. Mình đã từng thực hiện root máy trên Realme GT Neo 5 và Neo 5 SE, sau đó tiến hành ép xung và chơi game. Đấy thì kết quả cho ra là tốt hơn trước tầm khoảng 30% đâu đó thôi. Ok, nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy cho mình một like, một share, một subscribe để mình ra những video tiếp theo hay hơn nhá. Tạm biệt các bạn.